mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu cho người anh em một dòng mixer của hãng Cóc ha. KORG model nó là D888-3-8. Một dòng mixer hàng nội địa của Nhật ha, được sản xuất tại Trung Quốc. Con này nó dùng cái bộ effect số ha. Con này nói tóm lại nó giống như là một con mixer cơ mà lai số đó. Anh em thấy đồng hồ hiển thị số không? Nói chung là rất là đẹp, hiệu ứng ở chỗ reverb thì có 16 kênh, 11 kênh. Nhưng mà nó có được cái hay là chỉnh được cái tab delay và cái chỉnh được cái độ ngắn dài của cái tất cả các hiệu ứng ha. Hiệu ứng nào thì mình chọn mình điều chỉnh vào cái nút này. Rồi tí xíu nữa mình sẽ mô phỏng. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua, nó có bao gồm là 8 line này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 line đầu vào ha. Line là tất cả là mono hết ha. Ví dụ như mình đang cắm nhạc vô đây này, nhạc này hai dây đỏ đen cắm từ máy tính đi qua ha. Đó, từ máy tính đi qua hai dây đỏ đen thì cắm vô line số 8 số 7. Còn mic thì cắm đây, mình để cho mình tách ra cho anh em dễ hình dung. Đó, dễ hình dung ra cái cách mình vận hành không. Đầu tiên thì nói đến nhạc thì cái băng EQ nó là quan trọng ha. Đầu tiên là nút gain. Gain là hệ số khuếch đại tín hiệu đầu vào ha. Ví dụ mình dựng cái này lên thấy nghe không? Mình muốn lớn lên nữa, bạn cái này lên. Này lớn rồi. Chóp đèn đỏ là có nghĩa là nó báo mức âm lượng mình lớn quá, mình phải hãm lại ha. Rồi tiếp theo nữa là cái băng EQ. EQ cái nút này là nút 2 này. Rồi tới mic, rồi tới low, rồi tới EQ-Send. Rồi tới nút effect chứ, effect, nút này nút effect, rồi tới nút balance. Thế là xong. Cái này là effect tổng ha. Cái này là cái đuôi chỉnh ngắn dài hiệu ứng của bộ hiệu ứng reverb ở chỗ này ha. Đơn giản vậy thôi. Thì tất mình đã giới thiệu một like thì tất cả các like còn lại rồi là như nhau ha. Bây giờ mình sẽ thử cái bộ effect, nếu mình ốp cái effect tổng này đi này, mình để kiểm tra tiếng mic mập này li đó, nâng gain lên ha, li. Ví dụ mình đỡ gain vậy là nó không ra tiếng này, li cái mà nhỏ đúng không, nhỏ nâng gain lên này, li 1 2 3 4 5 6 10 li. Khi mình nâng gain nó đủ cái đại thì tiếng nó mới ra to ha. Thì effect này mình phải mở ha, nút này nút effect này, anh em thấy không, cái nào mình dùng thì mình mở, còn cái nào không dùng thì ốp lại nhạc rồi là ốp lại hết ha. Bắt đầu mình mở hiệu ứng effect lên này, anh em nghe này ha, li 1 2 6 10. Đó, nó vẫn chưa có effect đúng không, bởi vì biết sao, khi mình phải mở cái nút này lên này, on lên thì mới có này. Đây, bắt đầu nó có này li li lên. Bắt đầu mình mới tiến hành mình chỉnh cái này này, chỉnh cái độ vang, độ cái parameter, chỉnh cái ngắn dài này. Lên 1. Mình đang đợi kênh số 10 là kênh ở chỗ ha. Lên 1 2 3 4 5 6 10. Anh em thấy chưa? Bây giờ mình không thích kênh số 10 thì mình chỉnh sang kênh số mấy đây? Số 9 đi ha. Hay số 10 gì đó, thôi mình chỉnh kênh số 10 giờ mình anh em mình hình dung ra cái đã. Lên 1 2 3 4 5 6 10. Đó, anh em thấy cái tab delay chưa? Mình không thích hiệu ứng này, mình cho chậm lại tí nữa. Lên 1 1 1 1. À, anh em thấy chưa? Giờ chậm quá đúng không? Giờ mình chậm quá thì nhanh đi. Lên 1 1 1 2 3 4 5 6 10. Thấy ở chỗ giờ ở chỗ nó cực kỳ ngọt, ví dụ như kênh số 10 rồi đúng không? Giờ mình không thích kênh số 10 thì mình chơi kênh số 1 đi. Mình lên cái biến trở này, cái mũi tên này nó hướng về số 1 ha. Số 1 là reverb ha, mình thử đi ha. Lên 1 2. Mình muốn cái đuôi dài lên, vặn này lớn lên ha. Lên 10. Anh em thấy khác nữa không? Lên nữa đi. Lên 1 2. Thấy nó bồng ra xa xe ha. Cho nên là con này có cái parameter này rất là lợi hại. Cái này nằm chỉnh được cái hiệu ứng ngắn dài của cái kênh này ha. Cho nên là con effect này cực kỳ hay. Anh em mà sở hữu nó thì vừa hát karaoke hay là làm show tiệc mà kéo kéo karaoke gia đình hay là di động gì đó, quá ngon luôn. Con này đánh giá rất là hay, bởi vì effect nó cực kỳ hay. Đây em sẽ quay một con, em có hai con duy nhất ha. Em sẽ quay một dòng cơ bản cho anh em thấy ha. Hình thức bờ ngồi nó rất là đẹp, hai con đẹp như nhau đó. Em quay xe xe ra anh em thấy không, hai con trắng tinh luôn, không có con mới con cũ hết không. Đây mặt sau ở đây ha,
Mixer The 808 công này ha, mixer số digital recording ha. Rồi cái này là điện áp nó là 100V ha. Này họ ghi rõ ràng chỉ dùng cho thị trường Nhật thôi ha. User outside Japan ha. Đó anh em thấy không, chỉ dùng cho thị trường Nhật, vì con này là sản xuất tại China xuất Nhật nên điện áp chạy cả 100V thôi ha. Đấy. Còn anh em nào muốn nghiên cứu sâu nữa về nghiên cứu, tại vì em nghĩ chắc nó là auto trong đó, bởi vì nó là nguồn xung mà không biết là có chuyển được 220 không, em chưa tháo, không có thời gian tháo. Và con này em bán với giá 4 triệu đồng một con ha. Người anh em nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ qua địa chỉ này ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.